Chào anh em nha, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến anh em con máy Tấn Thiền 26 phách lớn nha. Bằng mới về nha anh em. Con này rất là chuộng trên thị trường nha. 6 số 9 nha anh em. Sử dụng biến ốp E65 nha. Đây, sau đây mình sẽ giới thiệu sơ qua về chức năng của con máy này nha. Con này là chuyên đánh thiền nha anh em. Có 3 chế độ đánh nha. Công tắc bên tay phải mình đây á, 3 chế độ nha anh em. Bật qua dấu gạch đây á là đánh lì nha. Bật qua số 0 á là đánh tổng hợp nha, đánh tất cả các loại có nha anh em. Còn nếu anh em muốn đánh chiên rô phi thì anh bật qua dấu hai gạch đó nha, là anh em đánh chiên rô phi nha. Còn bên công tắc bên tay trái mình đây là mạnh yếu nha, bật qua số 0 này là yếu nha, bật qua dấu gạch là mạnh nha. Hai vô lâm này để chỉnh mạnh yếu nha anh em. Rồi đằng sau nó thiết kế đây hai quạt gió lồng mát nha anh em. Cọc đen này á là vô mát của thiền nha. Cọc đỏ này anh em cho ra vật nha. Đây là lỗ cắm cà bốp nha, cà bốp của nó là có bo cháo nha anh em. Em để ý cái cạnh này anh em cắm vô cho nó dễ này nha, có cái cạnh ở trên cái cà bốp đây nha, cắm theo cạnh trong đây nha. Rồi vô nha anh em, dạng lại nha. Trong quá trình đánh là anh em dạng lại là nó không có xả xúc cà bốp nữa nha anh em, rất là chắc chắn nha. Cọc này á, đỏ này là anh em kẹp vào bình dương của bình nha, đen thì kẹp vào âm của bình nha. Đây mình sẽ test thử qua bóng đèn chính trong quách cho anh em xem nha. Con này đánh rất là ok nha anh em. Dòng này hiện quán rất là chạy. Đây, màn hình đã lên đèn rồi nha anh em. Đây mình bật chế độ lì ra đánh cho anh em xem nè. Đây lì là mình chỉnh bên này nha anh em. Tiếng kêu của nó cũng rất là hay nha anh em. Đây mình sẽ bật qua chế độ tổng hợp cho anh em nha. Bình mình nó cũng hơi yếu rồi. Cái volume này chỉ có chỉnh ở chế độ rô phi thôi nha. Nó có tác dụng chỉnh ở chế độ rô phi thôi nha anh em. Đây là chế độ tổng hợp nha, đây là chế độ rô phi nè. Đây mình bắt đầu chỉnh volume này mạnh yếu này nha, mạnh này nha. Rất là khỏe nha, bình mình cũng hao yếu rồi, tại vì mình xè bình nhỏ để thử máy thôi. Mình hai đi đánh là hai để chế độ tổng hợp nha anh em, chế độ này đánh rất là hiệu quả nha.